Nhiều cư dân Hà Nội hôm 30 tháng 4 chọn cách vui chơi nghỉ lễ trong nhà giữa tình trạng nắng nóng gay gắt khi nhiệt độ lên tới 44 độ C ở một số vùng trên cả nước. Quá nóng và mà rất là mệt. Người lúc nào cũng khó chịu lắm, lúc nào mồ hôi cứ ướt mát ra, thành ra là mệt vô cùng. Nhưng mà muốn đi chơi cũng rất là ngại, nhưng chẳng nhẽ hôm nay hôm trước đã hẹn chị bạn để đi chơi rồi, thành ra đành phải đi thôi. Chứ còn ngày hôm qua là ở nhà suốt ngày, không đi đâu cả. Ngày mai chắc cũng ở nhà luôn, không đi đâu hết, nắng quá. Thường các nơi công cộng luôn chật cứng du khách trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Nhưng năm nay, nhiều người tìm nơi lánh nắng trước cái nắng như thiêu đốt, khiến đường phố Hà Nội gần như vắng tanh. Chỉ được ngày nghỉ thôi cũng tạo điều kiện để cho các cháu đi. Nhưng mà đúng là nắng không chịu nổi luôn á. Con mệt, mẹ mệt, mà các cháu thì háo hức. Bình thường ra thì những cái dịp mà ngày lễ như này, mà nếu mà thời tiết mà mát mẻ thì cái lượng khách nó cũng đông hơn. Thế nhưng mà do cái đợt này nắng nóng kéo dài mà nó oi bức khó chịu, cho nên là cái lượng khách thực sự là rất là ít, vắng. Và cũng như bản thân mình, cái trời nắng chả hay muốn ra đường. Người đi xe máy phải mặc áo dài tay cho dù nóng nực khó chịu để bảo vệ da khỏi ánh nắng trực tiếp. Đinh Văn Hiếu, một tài xế xích lô 54 tuổi cho biết nắng nóng quá mức đã ảnh hưởng tới công việc của ông. Nó nắng lên, nóng lên là không đi có khách nữa. Như từ sáng đến giờ tôi đi, từ lúc 7 giờ đến giờ tôi vẫn chưa mở hàng. Nói chung là nóng không có khách. Đâu có tìm những gốc cây đấy mà ngồi trên mát thì chứ còn gì thì không có khách. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Việt Nam cảnh báo nguy cơ cháy rừng, mất nước và sốc nhiệt. Họ cho biết nhiệt độ tối đa đo được ở một số vùng miền Bắc và miền Trung Việt Nam dao động từ 40,2 tới 44 độ C trong vài ngày qua, đồng thời nói thêm rằng nhiệt độ sẽ không giảm cho tới đầu tháng 5.